Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo lãnh đạo phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, hiện ông Lương Tiến Đạt, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Vương, là tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn ở Quảng Ninh, là một người tử vong rồi điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, đang xin nghỉ phép để giải quyết việc gia đình. Vị lãnh đạo phường Trương Vương nói, có vấn đề xử lý cán bộ phải chờ đến khi có kết luận điều tra của các cơ quan chức năng thì mới thực hiện được. Liên quan đến vấn đề sẽ xử lý chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Vương thế nào sau khi gây tai nạn chết người, đã điều khiển ô tô bỏ đi khỏi hiện trường, hôm sau mới đến cơ quan chức năng trình báo. Một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Uông Bí cho hay, đơn vị đã xử lý các thông tin liên quan đến tố giác tội phạm. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết, khi nào có kết luận điều tra của cơ quan công an, đơn vị sẽ tiến hành các trình tự theo thẩm quyền quy định. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 6, đơn vị chưa nhận được các thủ tục liên quan đến vụ việc này. Ngày 12 tháng 6, Chỉ huy Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra tối mùng 9 tháng 6. Vị này cho biết tài xế gây tai nạn là ông Lương Tiến Đạt, sinh năm 1986, là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Vương, thành phố Uông Bí. Tài xế này sau khi gây tai nạn đã không ở lại hiện trường xử lý vụ việc. Tuy nhiên sau đó ông Đạt đến công an thành phố Uông Bí trình diện. Khi xảy ra tai nạn, do hoảng sợ ông Đạt đã về nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này đến công an trình diện ngay sau đó. Chỉ huy công an thành phố Uông Bí nói. Trước đó vào tối mùng 9 tháng 6, ông Đạt điều khiển ô tô đến phường Nam Khê thành phố Uông Bí thì xảy ra va chạm với xe máy và xe đạp điện. Hậu quả khiến ông Tê, người đi xe đạp, điện tử vong. Tài xế xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn, ông Đạt điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Được sự động viên của gia đình, người thân, ngay sau đó ông Đạt đến cơ quan công an trình diện. Liên quan đến vấn đề Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Vương thành phố Uông Bí sau khi gây tai nạn chết người trên quốc lộ 18 rồi điều khiển phương tiện bỏ đi khỏi hiện trường. Hôm sau mới trình báo cơ quan chức năng, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề tài xế này sẽ bị xử lý hình sự như thế nào, theo quy định của pháp luật. Luật sư Bùi Trung Kiên, công ty trách nhiệm hữu hạn luật Duy Ích cho biết, theo quy định của pháp luật, tài xế trong vụ tai nạn giao thông có thể rời khỏi hiện trường, nhưng phải đến ngay cơ quan công an trình báo và giữ nguyên phương tiện tại hiện trường. Căn cứ khoảng 1.38 luật giao thông đường bộ 2008, thì tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường, không đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo, sẽ bị phạt vì vi phạm hành chính từ 16 đến 18 triệu đồng. Luật sư Kiên cho biết, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các biện pháp điều tra xác minh tại hiện trường, các thông số, xe gây tai nạn, người điều khiển phương tiện để xác định có dấu hiệu của tội phạm hay không. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì sẽ bị khởi tố theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, người nào tham gia giao thông mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ là một người tử vong thì bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trước đó vào chiều 6 tháng 6, tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác với trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, người đã có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng, sau khi uống rượu và bị người dân ghi lại sau đó, đăng lên mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh hai ô tô đối đầu nhau, người đàn ông áo trắng sau khi chửi mắng xô đẩy, đòi đánh người mặc áo ba lỗ, thì nói lớn xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy. Chưa dừng lại ở đó, người này còn đòi bắt đối phương. Toàn bộ sự việc được người dân dùng điện thoại quay clip rồi đưa lên mạng xã hội. Công an thành phố Hạ Long đã tiếp nhận thông tin, xác minh danh tính người đàn ông tự xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy và xử lý theo pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn xác nhận với báo chí, người đàn ông trong video lan truyền trên mạng xã hội đúng là trưởng công an phường Bãi Cháy, trung tá Nguyễn Thành Nam. Cụ thể, hành vi và diễn biến sự việc, phía thành phố Hạ Long giao công an xác minh, báo cáo thành phố. Khi nào có thông tin cụ thể hơn, thành phố sẽ thông tin chi tiết. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long cho hay. Còn theo lãnh đạo công an thành phố Hạ Long, đơn vị đã nhận được thông tin và đang cho cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ. Trước mắt, công an thành phố Hạ Long đã tạm đình chỉ công tác và yêu cầu ông Nam báo cáo giải trình cụ thể. Nếu sai phạm là đúng như trên clip, công an thành phố Hạ Long sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị thông tin kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Thành Nam, Ủy ban Thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ, trưởng Công an phường Bãi Cháy. Dấu hiệu vi phạm của ông Nam liên quan đến đoạn clip trên mạng xã hội đêm 17 tháng 5 với hình ảnh hai ô tô đối đầu nhau. Một người đàn ông mặc quần đen áo trắng có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục chỉ tay văng tục, xô đẩy một người đàn ông khác. Người có thái độ hùng hổ này xưng là trưởng Công an phường Bãi Cháy. Kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long cho thấy, vụ việc xảy ra tại đường Hạ Long, hai ô tô va chạm nhau hư hỏng nhẹ, trong đó tài xế ô tô biển kiểm soát 14A50698 có hành vi thiếu chuẩn mực trong clip là Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy. Tối hôm đó, ông Nam đã điều khiển ô tô sau khi uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông. Khi sự việc xảy ra, ông đã đe dọa người đi trên chiếc xe kia. Cơ quan kiểm tra kết luận, ông Nam đã có một loạt vi phạm, khuyết điểm, gồm thiếu gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, vi phạm các quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ công an, vi phạm quy định của đảng và quy tắc ứng xử của ngành công an. Đảng ủy phường Bãi Cháy đánh giá các vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thành Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị, nơi sinh hoạt và công tác, làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy phường Bãi Cháy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp, thảo luận, thống nhất, biểu quyết thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Nam bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp trao đổi với cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý về hành chính theo quy định và điều chuyển bố trí công tác khác đối với trung tá công an này. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ủy ban Kiểm tra phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long mở hội nghị thông báo công khai kết quả xử lý vụ việc. Diễn biến quá trình xử lý vụ việc này cho thấy có sự quyết liệt từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh và cấp ủy địa phương. Bởi ngay sau khi mạng xã hội đăng tải clip khó coi này, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trưởng Công an phường Bãi Cháy Nguyễn Thành Nam để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!